Truyền hình Thông tấn kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Mở đầu là những tin chính sẽ phát trong chương trình. Ngày 4 tháng 6, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2013 đã kết thúc. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi diễn ra trật tự, an toàn và đúng quy chế. Đề thi không có sai sót, bám sát nội dung ôn tập và có khả năng phân loại trình độ của thí sinh. Cuộc sống của các hộ dân phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sống bên cạnh công trường khai thác than Đông Bắc Núi Béo của công ty cổ phần than Núi Béo Vinacomin đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc khai thác than tại đây. Nhóm P5+1 cần sớm nối lại vòng đàm phán mới tại Kazakhstan để tìm ra giải pháp cho chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran là đề xuất của Nga. Nước tham gia P5+1 được coi là nhằm tháo gỡ tình thế dậm chân tại chỗ hiện nay liên quan tới hồ sơ hạt nhân của Iran. Tình hình bất ổn tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi các cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình bùng phát trở lại tại các thành phố lớn. Các cuộc biểu tình đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Sáng ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của lực lượng Công an Nhân dân. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự buổi lễ. 65 năm trước, trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược vô cùng gian khổ và ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước, động viên sức lực của toàn dân vào cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người cùng với phong trào thi đua của nhân dân cả nước, phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng Công an Nhân dân luôn phát triển mạnh mẽ với các hình thức và nội dung phong phú, sinh động, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, như phong trào bảo vệ trị an, bảo mật phòng gian, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vì an ninh tổ quốc. Điều đặc biệt là nội dung các phong trào đó đều bám sát triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng. Trong công tác và chiến đấu, có hàng ngàn tấm gương công an đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc, hàng vạn cán bộ chiến sĩ công an đã ngày đêm tận tụy, âm thầm vượt qua mọi gian khổ khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch và các loại tội phạm, đóng góp quan trọng bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Biểu dương công lao của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trong 65 năm xây dựng và bảo vệ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tổ chức trong toàn lực lượng việc học tập, quán triệt sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy đối với người công an cách mạng, đưa việc học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy trở thành một nội dung trọng tâm xuyên suốt trong sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tốt phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Xây dựng tổ chức đảng trong toàn lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí trong cán bộ đảng viên, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân. Đây là nhân tố quyết định nhất để lực lượng công an nhân dân không ngừng phát triển, trưởng thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nhân dịp này, Chủ tịch nước căn dặn lực lượng công an nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tăng cường tuyên truyền rộng rãi, trong đó hết sức phát huy các phương tiện thông tin về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác vận động nhân dân để đông đảo nhân dân chủ động, tích cực tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự. Chiều ngày 4 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Nội vụ Mozambique Alberto Ricardo Mondlane đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
hoan nghênh ông Alberto Ricardo Montblanc sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Mozambique, cho rằng kết quả chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Mozambique và kết quả hợp tác giữa hai bộ sẽ đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Mozambique thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, thúc đẩy mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới về trồng cao su, y tế, giáo dục đào tạo. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ hợp tác giữa hai bộ, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo vệ công dân của hai nước. Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Nội vụ Mozambique thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội của Mozambique, đồng thời khẳng định Mozambique đặc biệt coi trọng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực. Ông Alberto Ricardo Montblanc cho biết, hiện nhiều cán bộ, chuyên gia của Việt Nam đang giúp đỡ Mozambique trên lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, công nghiệp. Riêng hợp tác giữa hai bộ về phòng chống tội phạm đang triển khai rất tốt đẹp. Ông Alberto Ricardo Montblanc cũng cho biết trong chuyến thăm này, hai bộ đã đề ra nhiều phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào đào tạo cán bộ phòng chống tội phạm, trang thiết bị. Cũng trong ngày 4 tháng 6, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Phiên họp quan trọng này được phát thanh, truyền hình trực tiếp để Quốc hội báo cáo với cử tri và nhân dân cả nước về việc giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân. Những nội dung được các đại biểu Quốc hội đề cập nhiều là tên nước, chế độ kinh tế, vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đồng Hiến pháp. Về tên nước, đa số ý kiến của các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục quy định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các ý kiến phân tích, tên gọi này ra đời trong bối cảnh nước ta vừa hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định rõ con đường, mục tiêu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tên gọi này đã được sử dụng ổn định từ tháng 7 năm 1976 đến nay, đã được chính thức ghi nhận trong Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Việc giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội. Tôi nhất trí với việc giữ nguyên tên nước ta như trong Hiến pháp năm 1992 là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bởi tên gọi này đã trở thành tên chính thức của nước ta kể từ khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ thống nhất đất nước hoàn thành, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tên gọi này cũng khẳng định rõ con đường, mục tiêu xây dựng chế độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã sử dụng ổn định từ năm 1976 đến nay, thể hiện trong các bản hiến pháp năm 1980, 1992 đến các bản hiến pháp sửa đổi bổ sung tiếp theo. Với Phật giáo Việt Nam, cụm từ chủ nghĩa xã hội cũng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn làm phương châm hoạt động của mình từ năm 1981, ngay sau khi giáo hội được thống nhất, đó là phương châm hoạt động đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Phương châm này được toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam tán đồng và cùng chung sức thực hiện. Thảo luận điều 4, các ý kiến tán thành việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, tán thành bổ sung quy định Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong dự thảo sửa đổi hiến pháp. Các ý kiến cho rằng việc giữ điều 4 quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng là cần thiết. Thảo luận về Hội đồng Hiến pháp, các ý kiến trong buổi làm việc sáng nay tán thành với sự cần thiết thành lập Hội đồng Hiến pháp, nhưng đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn đối với thiết chế này cho phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn. Tôi cơ bản thống nhất với những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng như trong dự thảo. Song để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng, tôi đề nghị bổ sung thêm một nhiệm vụ. Hàng năm, Hội đồng Bảo Hiến báo cáo trước Quốc hội về những kết quả hoạt động của Hội đồng và trình Quốc hội có phán quyết cuối cùng về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa Hội đồng Bảo Hiến và cơ quan chức năng. Vì Hội đồng Bảo Hiến không có quyền phán quyết, nên trong thực tế rất có thể ý kiến của Hội đồng Bảo Hiến chưa đủ sức thuyết phục các cơ quan chức năng. Một khi còn có những cách hiểu khác nhau về một vấn đề cụ thể nào đó trong quá trình vận dụng hiến pháp. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận sâu về các nội dung, các thành phần kinh tế, tổ chức, bộ máy chính quyền địa phương, vấn đề sở hữu và thu hồi đất đai, việc lựa chọn có hay không đặt kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo, nhận được nhiều ý kiến khác nhau trong buổi thảo luận chiều nay.
Nhiều ý kiến lựa chọn phương án quy định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Điều 54 về các thành phần kinh tế thì theo tôi chọn phương án 2, vừa gọn và vừa rõ. Vì hiện nay nền kinh tế nước Việt Nam là nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhà nước. Nước ta hiện nay thì có 5 thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong 5 thành phần kinh tế này thì chỉ có duy nhất thành phần kinh tế nhà nước mới giữ được yếu tố đảm bảo cho nền kinh tế thị trường của nước ta định hướng theo hướng xã hội chủ nghĩa. Thành phần kinh tế nhà nước mới có thể là cốt lõi của nền kinh tế quốc dân, nắm vững những vấn đề then chốt quan trọng của đất nước, định hướng điều tiết kinh tế tạo cho các nền kinh tế khác cùng nhau phát triển. Có ý kiến khác đề nghị hiến pháp sửa đổi cần quy định kinh tế trong nước là chủ đạo thay vì kinh tế nhà nước, vì thực tế cho thấy mô hình các nước thành công trên thế giới đều khẳng định kinh tế trong nước là nòng cốt. Quy định như vậy sẽ mở ra cơ hội để hình thành những tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước.